Đầu tiên là má 62 năm, lần đầu tiên được cái bánh sinh nhật. Mong má sống khỏe cũng như là bánh kem này cũng dành cho ba. Thì khi nào mà ba muốn về nhà thì ba về. Thì nhà em là một năm mấy rồi em chiên cơm với ba đấy.